trời xanh, mây trắng, nắng vàng, hôm nay bạn đã sẵn sàng giải đố chưa? Nay chị Kính lại lên cho anh em quả siêu phẩm siêu cấp VIP Pro Number 1 luôn. Ai mà trả lời đúng hết thì nhớ comment để tôi biết và tặng quà đấy nhá. Like rồi vào việc thôi nào. Câu 1, đố bạn biết đâu là TikToker trà đăng? Không ngờ đến phải không? Đây là cặp song sinh Trà Đặng, Trâm Đô ngày bé đó. Nhìn dáng dựa dẫm chị hai như thế kia thì chắc chắn là cô em gái Trà Đặng chúng mình đang tìm kiếm rồi. Con trai bà bán bánh 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 mì, lo cho em, đừng lo gì, phải lo về. Con trai bà bán bánh 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 mì, lo cho em, đừng lo gì, phải lo về. Câu 2, đây là TikToker nào? Đã hết. Ai không nhận ra Lê Bóng thì chị xin tặng một lố quần mà đội lên đầu nè. Anh em có ai công nhận là chị Bóng bây giờ xinh gấp mấy lần ngày xưa không nhỉ? Maximize lại. Vẫn sao không chín không sao sáu thăng. Ta đã được sống trong cả một thế giới vắng. Ai cũng muốn nhất thì ta là chủ nhất. Họ đang mày bơm trên còn ta dùng thủ thuật. Sao không chín không sao sáu thăng. Xem nào, ai à, làm điều hay à? Chơi kiểu này thì lúc nào cũng good guys. Chắc chỉ là maximizing life. Chị Huyền đang hát bài gì đây? Do em hay do người? Do chị Kính hay là do fan không chịu like video cho tôi rõ? Vẫn là bản hit bật tình yêu lên, nhưng mà bản cover đỉnh như Hòa Minzy đến từ vị trí vợ yêu của anh Di nhỏ nhá. Haha. Câu 4, do màn biến hình này thì chị Huyền mặc đồ màu gì nhỉ? Mình là yêu thương. Sới, úm ba la xem đi nè. Váy trắng nha. À không, cúc ngực màu trắng nha. Nhan sắc này anh em chấm mấy điểm? Chứ tôi là tôi cho 10 điểm luôn á. Mình là yêu thương. Mình là yêu thương. Một người say đắm nụ cười. Dù biết chắc sẽ không thể nào. Câu 5, nhìn xem hai bà V này khác nhau ở điểm nào? Chưa đến 10 giây mà đã nhận ra là hai kiểu make up khác nhau rồi anh em nhỉ. Ai chưa tìm điểm khác nhau ở mắt với môi thì like video điểm danh cho cái độ tinh mắt đi nha. Xưa, tôi tên là Hồ nhưng tôi không đủ danh mãnh. Ăn uống thì thanh cảnh tính chẳng đủ lưu manh. Còn tôi tên là Thỏ, tôi không ở xa lắm. Sống ở bên kia đổi xanh xanh. Vài con ơi bạn tôi sao lại trông suy thế. Đi theo hội mình nam mình cùng hội chung phê. Câu 6, hãy tìm xem đâu là bức hình chị Thảo khác nhau trong 1001 bức hình sau nhé. Rồi, là đây chứ đâu. Người ta mặc áo nâu nơ màu nâu. Mắc cái gì mà để người ta đeo nơ hồng lạc quẻ thế này cơ chứ. Like video nếu mắt bạn nhìn phát là ra luôn nào. Anh cũng trông mong cuộc tình ta luôn mê say. Vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay. Muôn lời mình không đổi thay. Chuyện yêu đứng mãi trong trái tim. Vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây em xa tầm tay. Trôi giặt về phương trần nào. Riêng mình anh giờ tay lẻ loi. Mai mong chờ em người ơi. Yeah. Câu 7, đâu mới là hình của chị gấm Kami nhỉ? Đây đúng kiểu là nhìn thân hình đoán tên idol luôn rồi. Haha. Nào, fan cứng dựng đứng của chị gấm có nhận ra chị gấm là hình 10 đây, không nhận ra thì có mà quê chết đi à.
nào, TikToker nào. Là một người em trên bến dưới thuyền với chị gấm, tên tên là chị Quỳnh Ali đó. Chơi với nhau, ở với nhau thân tự nhiên thì giống nhau ngang luôn ý nhở. Gấm và Quỳnh đang ở đâu? Hai chị nhà mình là đang ở Campuchia cổ vũ cho Việt Nam trong SEA Games 2023 đó. Ngồi cạnh chị Gấm còn có chị Mèo Sao Hỏa nữa mà. Đội này mạnh à nghen. Cổ vũ như này thì đội tuyển Việt Nam không những thắng mà còn phải thắng đậm nữa chứ nhở. Câu 10, chị mèo đi du lịch ở đâu đây? Trước khi bay sang Campuchia cổ vũ cho Việt Nam thì chị mèo nhà chúng mình đã có những giây phút du lịch ở tít tận Mộc Châu đó. Hưởng ứng mùa mận Mộc Châu, chị mèo nhanh trí khoác valo lên và đi để review rất cực kỳ là chân thực vườn mận của chúng mình. Xem xong, bạn nào muốn phi lên Mộc Châu ngay và luôn không nhở? Chị Linh Barbie đang hát bài gì đây? Anh nào muốn lấy vợ miền Tây, lại đây em mai mối cho anh cô gái này. Cô ấy là cô ba, ai cũng biết chiều chơi dễ thương nhiệt tình, xứng danh đồ bất tử trong làng. Có bạn nào đoán ra bài Chịu Lấy Em Không? Hát nhép thôi mà bà đầu tư quá trời luôn nè. Video này xứng đáng lên xu hướng nha bà Linh ơi. Không biết có anh nào muốn lấy vợ miền Tây, lại đây em mai mối cho anh cô gái này. Cô ấy là cô ba, ai cũng biết chiều chơi dễ thương nhiệt tình, xứng danh đồ bất tử trong làng. Còn em đây ở sớm dưới cô gái nết na ngoan hiền, đảm đang dịu dàng và đoan trang. Gọi em cô bấy ở miền Tây, đang tuổi đôi mới chưa biết yêu lần nào. Câu 12, xem kỹ video này và trả lời cho chị Kính biết anh Võ Thành Ý biến hình mấy lần. Sời sời, quá ư là đơn giản luôn, 4 lần chứ nhiêu đâu à. Mỗi lần là một bộ hết sức 10 điểm luôn đó nha. Câu 13, icon ngọn lửa xuất hiện ở tên của TikToker nào? Trời trời, tuyệt caliber luôn mấy bồ ơi. Khai thật đi, bạn là fan cứng của anh Đạt Villa đúng không nè? Ngày tháng bên nhau son sắc mặn nồng, mong ta chung sống đến đầu bạc răng long. Hạnh phúc mênh mông chung tâm thiệp hồng, thanh xuân chỉ có mình em mà thôi. Câu 14, trong series đột nhập của anh Đức Anh, video này anh ý đã đột nhập vào đâu? Vẻ
đẹp thơ thần này, thành phố mộng mơ này thì chỉ có thể là Hội An đẹp nhất cái nét luôn nè. Ai mê Hội An thì like video điểm danh nhé. Câu 15, đây là TikToker nào? Thấy ngầu như trái bầu luôn á. Like ngay vì cái độ đẹp trai của ổng nào. Câu 16, đây là TikToker nào? Biết luôn là chị Lê Bống này. Dạo này bà làm MC trông chững chạc hẳn lên đó nha. Giờ phải gọi là MC Lê Bống hay là idol giới trẻ Lê Bống được nhở? Câu 17, anh Tài đu trên hông bé ơi, anh có vợ rồi với ai thế này? Hông bé ơi, anh có vợ rồi. Baby drop it like it's hot, nhưng anh có vợ rồi. Trời ơi là trời, là người yêu của ổng, bà Ngô Ngọc Hòa chứ còn ai nữa. Làm hết hồn tui lừa nát mấy má, tưởng ông đổi vợ cơ, ha ha. Không bé ơi, anh có vợ rồi. Baby drop it like it's hot, nhưng anh có vợ rồi. Ten, câu đố ngày hôm nay hết mất rồi. Giờ thì muốn có thêm câu đố, anh em phải nhanh tay like ngay video này, đăng ký kênh Chị Kính Đố Vui, xong rồi là ngồi lót dép đợi tui nghĩ ra câu đố tiếp theo thì mới có nha. Bye bye và bye you ạ.